Hello, xin chào các bạn. Mình là Đào Đức và đây là Techmaster Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với loạt video hướng dẫn lập trình cơ bản với ngôn ngữ C sử dụng Visual Studio Code. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một chương trình C. Đầu tiên, các bạn hãy bật Visual Studio Code, Open Folder và tạo một file code C. Các bạn chú ý là tạo file code C thì đuôi file phải là .c, chọn biểu tượng New File, đặt tên, nhớ đuôi .c. Mình sẽ code một cái chương trình đơn giản và giải thích của cấu trúc của chương trình đó. Ok, đây là một chương trình cơ bản của ngôn ngữ lập trình C. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cấu trúc của chương trình. Dòng đầu tiên, thang include stdio.h, đây người ta gọi là lệnh tiền xử lý, pre-processor command, là những cái chỉ thị cung cấp cho cái trình biên dịch để xử lý thông tin trước khi bắt đầu quá trình biên dịch code. Nếu mà các bạn chưa biết về biên dịch thì các bạn có thể hiểu đơn giản, đó là quá trình biến cái code của các bạn thành cái ngôn ngữ máy, là một thứ mà máy tính có thể hiểu được. Tất cả những cái code của chúng ta này sử dụng các cái ngôn ngữ lập trình thì đều là những thứ mà gần với ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta, và máy tính không hiểu cái đó. Chúng ta cần thông qua trình biên dịch để biến những cái ngôn ngữ tự nhiên này thành cái mà ngôn ngữ máy, là thứ máy tính có thể hiểu được, chính là mã nhị phân. Các cái lệnh tiền xử lý ở trong C thì bắt đầu bằng ký tự thăng, và cái lệnh tiền xử lý thì không có kết thúc bằng chấm phẩy. Mình sẽ làm riêng một cái video nói cụ thể về lệnh tiền xử lý này. Ở dòng tiếp theo, chúng ta thấy int main, đây là hàm main, nơi mà cái chương trình của chúng ta nó bắt đầu được thực thi. Và mọi chương trình C đều phải có một và chỉ một cái hàm main này. Các bạn chú ý cặp hoặc nhọn đánh dấu cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc của hàm main. Dòng màu xanh tiếp theo, đây là comment hay còn gọi là chú thích. Các comment này cung cấp thông tin, giải thích code và sẽ không được trình biên dịch thực thi. Có hai loại comment là comment một dòng và comment nhiều dòng. Đây là comment nhiều dòng, tức là các bạn có thể viết xuống dòng và viết thêm các cái thông tin khác. Ngoài ra thì có comment một dòng để các bạn dùng hai dấu chuột viết cái nội dung comment. Đó. Dòng tiếp theo, printf, đây là một câu lệnh đơn giản ở trong C. Nó làm nhiệm vụ là in ra cái nội dung nằm giữa hai cái dấu nháy kép này. Các bạn chú ý là để in ra nội dung ở trong C thì chúng ta nên sử dụng tiếng Việt không dấu, hoặc là tốt nhất thì sử dụng tiếng Anh. Kết thúc câu lệnh ở trong C thì chúng ta phải có dấu chấm phẩy. Lệnh tiếp theo là return 0, chỉ ra rằng là cái hàm main này nó sẽ trả về giá trị 0. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về return ở các cái video sau. Ok, thì trong cái video này mình đã nói đến cái cấu trúc cơ bản của một chương trình C, bao gồm những thứ như là lệnh tiền xử lý, rồi hàm main, các comment, câu lệnh. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Techmaster Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.